Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video câu chuyện ngày hôm nay của Thanh Đình Football. Cuộc đối đầu giữa Slovenia và Serbia ở lượt trận thứ hai bảng C Euro 2024 diễn ra với thế trận chặt chẽ và đầy toàn tính, khác xa so với những dự đoán trước khi trận đấu bắt đầu. Xuyên suốt hiệp 1, cả hai đội đều chơi chậm, chắc và chờ đợi cơ hội cũng như sai lầm của đối phương. Tuy nhiên, việc thừa người phòng ngự, thiếu người tấn công khiến cho 45 phút đầu tiên diễn ra khá tẻ nhạt và thậm chí gãy vụn với chủ yếu ở những tình huống ngăn cản trái phép, phạm lỗi lẫn nhau. Nhưng hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu hấp dẫn hơn hẳn khi cả hai đội bắt đầu cho thấy quyết tâm muốn thắng với những đợt tấn công liên tiếp. Để rồi những nỗ lực đó đã giúp cho Slovenia là đội được ăn mừng bàn thắng trước ở phút 69 do công của Kalisic. Và trận đấu thực sự bùng nổ ở phút thi đấu cuối cùng khi mà Luka Jovic đóng vai người hùng với cú đánh đầu không thể cản phá, khiến các khán đài Allianz Arena như vỡ tung trong tiếng hò reo của các cổ động viên sau những nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn gỡ không biết mệt mỏi. Hòa kịch tính với tỷ số 1 đều, cả Slovenia và Serbia vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp sau lượt trận thứ hai của bảng C và ở lượt cuối cùng sẽ trở nên thực sự hấp dẫn. Song Serbia đang khiến cho ban tổ chức Euro thực sự đau đầu với lời đe dọa sẽ không tham dự giải đấu nữa. Vài giờ đồng hồ trước khi bước vào trận gặp Slovenia ở lượt trận thứ hai vòng bảng Euro 2024, đội tuyển Serbia đã gửi lời đe dọa đến ban tổ chức. Họ phản ánh lên phía Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA yêu cầu xử lý dứt điểm việc xuất hiện những đám cổ động viên hát vang ca khúc QQQQ Serbia, tạm dịch là giết hết người Serbia. Điệp khúc này đã được nhiều cổ động viên hát vang trên khán đài trong trận đấu giữa Croatia với Albania. Trả lời phỏng vấn trên đài RTS, ông Jovan Subatovic, tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá Serbia, gọi đó là một scandal và nhấn mạnh công lý cần phải được thực thi. Chúng tôi muốn UEFA trừng phạt cả hai liên đoàn bóng đá Croatia lẫn Albania. Nếu đề nghị đó không được chấp nhận, chúng tôi sẽ cân nhắc bỏ giải. Trong buổi phỏng vấn này, thì ông Subatovic đã gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ Serbia. Ông này tuyên bố: "Đầu tiên, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ chúng tôi trong trận ra quân gặp đội tuyển Anh. Tôi cũng hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục cổ vũ để giúp chúng tôi có động lực đánh bại Slovenia ở lượt trận thứ hai." Hiện UEFA vẫn chưa có phản hồi trước sự bức xúc của đại diện liên đoàn bóng đá Serbia. Nhưng nếu như Serbia bỏ không đá trận cuối với Đan Mạch, đó sẽ là vấn đề rất nghiêm trọng. Thế nên có thể tổng thư ký Subatovic sẽ sớm nhận được câu trả lời thỏa đáng. Thành thực mà nói thì việc các cổ động viên Serbia bị xúc phạm là điều cực kỳ tồi tệ. Song họ cũng phải nhìn lại bản thân mình khi cũng là nguyên nhân không nhỏ gây ra vụ việc này. Trong trận đấu với đội tuyển Anh, các cổ động viên Serbia đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với dàn sao của Tam Sư như Bukayo Saka, Jude Bellingham. Liên đoàn bóng đá Serbia cũng nhận cáo buộc từ phía UEFA khi cổ động viên của họ có hành vi ném đồ vật xuống sân khi trận đấu đang diễn ra. Một cáo buộc khác từ phía Liên đoàn bóng đá châu Âu cho rằng các cổ động viên Serbia đã truyền đạt thông điệp khiêu khích không phù hợp với một sự kiện thể thao. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Kosovo cho biết họ đã khiếu nại lên UEFA về việc nghiêm mộ Serbia trưng bày cờ và có khẩu hiệu mang thông điệp chính trị và phân biệt chủng tộc chống lại Kosovo. Kosovo là vùng lãnh thổ có dân số chủ yếu là người Albania. Nơi đây từng là một tỉnh của Serbia, nhưng đơn phương tuyên bố độc lập vào năm 2008. Còn trước khi trận đấu diễn ra, lực lượng chức năng đã ghi nhận việc các cổ động viên của Serbia đã cuốn vào một vụ bạo lực bên ngoài sân. Khoảng 200 cảnh sát Đức đã lao đến để giải tán cuộc ẩu đả giữa các cổ động viên trước trận đấu giữa đội tuyển Anh và Serbia tại Euro 2024. Theo tờ Guardian, vụ việc diễn ra tại một nhà hàng ở thành phố Gelsenkirchen ở phía tây nước Đức 5 tiếng trước khi trận đấu diễn ra. Điều này đã khiến một sĩ quan cảnh sát và một số nghĩa mộ đổ máu. Chưa rõ ai là người đã kích động vụ việc. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các cổ động viên đã ném ghế vào nhau ở bên ngoài một nhà hàng treo cờ Serbia. Một nhóm cổ động viên đã nhanh chóng rút lui khi cảnh sát chống bạo động đến và vật ít nhất một người đàn ông xuống đất. Sau đó, người phát ngôn của cảnh sát Đức cho biết hai nhóm nghĩa mộ đã bị tách ra và 7 công dân Serbia đã bị bắt trong các cuộc đụng độ. Dù bối cảnh của việc này vẫn chưa rõ ràng, nhưng cảnh sát Đức xác nhận các nhóm liên quan là người Anh và người Serbia. Trong khi đó, cảnh sát Anh thông báo đã nắm được thông tin vụ việc ở Đức. Ở giai đoạn này, chúng tôi không tin rằng bất kỳ công dân Anh nào đã bị bắt, nhưng các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Các sĩ quan của chúng tôi đang có mặt tại nơi đó để nói chuyện với các đồng nghiệp Đức. Đội điều tra của chúng tôi hiện đang xem xét lại đoạn phim về vụ việc và nếu có bất kỳ công dân Anh nào có liên quan, chúng tôi sẽ yêu cầu lệnh cấm. Ghế, chai lọ, mọi thứ bạn có thể tưởng tượng đều bất ngờ bị ném xuống. Nhiều thủ phạm của vụ bạo lực này đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát kịp đến. Cảnh sát sau đó đã phong tỏa khu vực, trong khi các đội nhỏ hơn được điều động để truy lùng những người đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo Guardian, có hơn 30.000 cổ động viên Anh và 20.000 trong số đó đã có được cho là có vé, đã có mặt ở Gelsenkirchen để theo dõi trận đấu với Serbia. Ngay từ khi trận đấu diễn ra, người ta đã quan ngại về nguy cơ bạo động sẽ diễn ra ở trận đấu này bởi cảnh sát đã nhận cảnh báo rằng có tới 500 cổ động viên Serbia có tiền sử về hành vi bạo lực có thể tìm cách gây rắc rối. Trong quá khứ thì cũng đã có rất nhiều vụ bạo lực nổ ra mà tác giả là những người Serbia. Năm 2018, tại World Cup 2018,
ở lượt cuối của bảng E. Suốt trận đấu, các tuyển thủ Brazil và Serbia đã thi đấu rất máu lửa, ăn miếng trả miếng và trên khán đài, cổ động viên hai đội cũng như vậy. Hình ảnh được chụp trên khán đài sân vận động cho thấy một cổ động viên Serbia đã lao vào tấn công một thanh niên mặc áo vàng cổ vũ cho đội tuyển Brazil trên khán đài. Thanh niên này và một người bạn sau đó đã đáp trả, gây nên cảnh lộn xộn ở hàng ghế khán giả. Một phụ nữ đã bị kẹt giữa cuộc ẩu đả, trong khi nhóm người này vẫn hung hăng lao vào tấn công nhau. Vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc, nhân viên an ninh sau đó đã phải can thiệp để kéo các cổ động viên ra, còn người phụ nữ thì bật khóc. Đây cũng là màn ẩu đả đầu tiên xảy ra trên khán đài ở World Cup 2018. Năm 2014, trận đấu giữa Serbia và Albania thuộc bảng E vòng loại Euro 2016 cũng đã phải hoãn lại sau khi cầu thủ của hai đội và cả khán giả ẩu đả lẫn nhau. Nguyên nhân được cho là bởi sự khiêu khích của các cổ động viên Serbia. Trên khán đài, các cổ động viên Serbia tỏ ra rất giận dữ. Họ ném tất cả những gì đang có trong tay về phía các cầu thủ Albania. Không chỉ vậy, một fan quá khích còn lao xuống sân, định tính sổ với cầu thủ đội khách. Cảnh sát chống bạo động đã phải vào cuộc để duy trì trật tự. Các cầu thủ Albania đã phải chạy vào đường hầm để trở lại phòng thay đồ. Sau khoảng hơn 30 phút gián đoạn, trọng tài Martin Atkinson đã quyết định hoãn trận đấu. Còn nói về trận đấu bạo lực và hung tợn nhất thế giới cấp câu lạc bộ, người Serbia cũng có mặt. Đó là trận đấu giữa câu lạc bộ Partizan và Red Star. Vâng thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi khi hai câu lạc bộ này chạm trán là y như rằng lực lượng cảnh sát phải khốn khổ xử lý những hậu họa do bạo động. Pháo sáng, pháo khói, khăn trùm bịt mặt, những băng rôn, khẩu hiệu sắc mùi xì nhục nhau, đó là những đặc sản không thể thiếu của người Serbia. Với lịch sử hãi hùng như thế này, việc Liên đoàn bóng đá Serbia tố cáo người khác xúc phạm họ xem chừng cũng có lý do. Đất nước này nên nhìn nhận lại lối sống và văn hóa cổ vũ bóng đá của mình, khi đi đâu cũng gây rối loạn, mất trật tự. Và đương nhiên, đó không phải là những gì mà chúng ta muốn thấy tại Euro 2024. Chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện ngày hôm nay của Thanh Đình Football. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo của chúng tôi.